ban giám đốc Thanh thiếu nhi Hà Nội, thay mặt cho ban tổ chức, tôi chúc các em luôn luôn mạnh khỏe, vui tươi, chúc các thầy cô giáo luôn luôn đầy dồi dào sức khỏe, hạnh phúc để tiếp tục công việc là chăm sóc giáo dục các em, để trở thành sau này sẽ trở thành như em Nguyễn Phúc Hưng vừa rồi được tiến sĩ Khắc Việt đã rèn luyện trong một thời gian dài. Hy vọng rằng trong một thời gian tới chúng ta sẽ gặp nhau ở nhiều hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, nhiều cái sân chơi chuyên nghiệp hơn tại Công chúng Hà Nội. Một lần nữa chúc cho ngày hội của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.